Xin chào các khán thính giả của TMG Productions. Đúng ra thì TMG Academy sẽ là series lên sóng trong tuần này. Tuy nhiên, như các bạn đã biết, hiện nay Hà Nội vẫn đang trong tình trạng giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid. Chính vì vậy, ekip chúng mình đã không thể ghi hình theo đúng kế hoạch. Do đó, tuần này, TMG Productions xin gửi tới các bạn một số đặc biệt khác của Siliconer. Ở số trước, chúng mình đã đọc một trích đoạn trong chương 11 của tiểu thuyết Tiếng Chiều Dâng, tác phẩm của nhà văn Nhật Bản nổi tiếng Mishima Yukio với bản dịch tiếng Việt của Aikawa Haruki. Trong số này, chúng mình xin gửi tới các bạn những cảm nghĩ của Silly sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết. Đồng thời, Silly và TD sẽ tiếp tục gửi tới các bạn một trích đoạn thuộc chương 10, một chương mà mình rất ấn tượng. Mời các bạn cùng lắng nghe. TMG Productions をご覧の皆さん、こんにちは。CD でございます。本来であれば、今日は TMG Academy 第8号を皆さんへお届けしますが、残念ながらコロナ禍の影響で、ハノイも社会隔離の状態になっており、収録することができませんでした。そのため、より簡単に制作できる CD コーナー第6号をお届けしたいと思います。前回のシリコーナーに TMG アカデミーの春木先生が翻訳した潮騒のベトナム語版第11章の一部を音読をさせていただきました。さて、今回は潮騒のベトナム語版を読んだ私が書いた感想文と好きな第10章の一部を音読いたします。どうぞ聞いてください。よろしくお願いいたします。Tiếng Chiều Dâng, tác giả Mishima Yukio, dịch giả Aikawa Haruki, ấn phẩm do Nhã Nam và Nhà xuất bản Hà Nội phát hành tháng 2 năm 2021. Tôi đã nói với Bắp rằng sẽ để dành cuốn sách mỏng 206 trang, tác phẩm văn học đầu tay mà cậu là dịch giả, cho một dịp thật rảnh rỗi và thong thả. Bởi vì là tôi muốn nhẩn nha thưởng thức cuộc sống trên hòn đảo nhỏ Utajima ấy ở một khung cảnh thật phù hợp. Thú thực, tôi đã tưởng tượng cảnh mình kéo chiếc vali màu đỏ chói lọi, bước qua cánh cổng gỗ khiêm nhường, ngang qua khu vườn nhỏ nhưng xanh mướt để check-in trong cái sảnh gỗ quá đáng yêu của Ocean Breeze. Tôi đã tưởng tượng cảnh mình đặt chiếc vali vào góc căn phòng nhỏ, kéo tung những vách cửa kính, rồi bước ra khu vực với ban công thật rộng và bộ bàn ghế gỗ mộc mạc, ngồi xuống ngắm nghía khoảnh đất toàn phi lao xanh rì phía trước mặt, nơi có biển xanh lấp ló phía xa xa. Tôi đã tưởng tượng cảnh mình đạp xe trên con đường đất dợp mát, huồng chân để xe lao dần lên hết con dốc dài yên ả, len lỏi giữa những hàng quán đơn sơ mà tuyệt đẹp để tới khu vực bãi tắm, nhà hàng đầy nhộn nhịp ở trung tâm của ngôi làng. Trang đầu tiên của Tiếng Chiều Dâng sẽ được đọc trong khung cảnh như vậy, khi tôi đang ngồi ở góc bàn sát biển, chờ bếp quen mang tới món ngao hoa hấp xả ngọt đậm vị, và gió lộng thì phóng khoáng thổi tung những ngọn tóc ngắn thành một đám bù xù trên đầu. Rồi đồ ăn ra và tôi sẽ ngừng đọc. Sau bữa ăn no nê ấy, tôi sẽ lại đặt cuốn sách vào giỏ xe, chậm chậm đạp về khu vườn yên tĩnh mang tên Tân Thanh. Tôi sẽ ngồi dưới tán cây thật mát, gọi một trái dừa xiêm thật ngọt. Cứ đọc hết một chương thì tôi lại để sách xuống, ngắm nhìn màu xanh tĩnh lặng của biển ngay trước mặt, mỉm cười vu vơ rồi lại cầm nó lên. Và buổi chiều yên ả cứ như vậy mà trôi qua. Thế nhưng đâu phải mọi kế hoạch, đặc biệt là những kế hoạch bay bổng và lãng mạn, đều có thể thực hiện được. Sự thực là tôi đã đành thất hứa với Bắp mà đọc Tiếng Chiều Dâng trong căn phòng nhỏ bề bộn những sách vở của mình. Thậm chí cũng không phải là trong lúc rảnh rỗi. Tôi đọc nó vào một buổi chiều khi mà công việc vẫn ngập đầu, và tôi cảm thấy sự stress đang len lỏi lại gần, rất gần. Tôi đã chọn cuốn sách mỏng ấy bởi vì Bắp nói đó là một câu chuyện trong sáng, nhẹ nhàng. Và quả đúng là như vậy. Hơn 2 tiếng đồng hồ rơi vào nhịp sống chất phác, giản đơn trên hòn đảo với dân số chỉ vòn vẹn 1.400 người, chu vi không đầy một dặm, với không gian bốn bề là biển, lúc lặng yên, khi phóng khoáng, với chiều thời gian là những năm 50 của thế kỷ trước ấy, dường như đã giúp tôi rời xa được cơn căng thẳng. Tiếng Chiều Dâng
không có một cốt truyện màu mè hay ly kỳ. Đó là câu chuyện tình yêu giản dị. Shinji và Hatsue gặp nhau, đến với nhau, yêu nhau, như thể đó là chuyện đương nhiên. Như thể họ đều biết mình thuộc về nhau, thậm chí trước khi người nọ biết về sự tồn tại của người kia. Đương nhiên, tình yêu của họ cũng gặp phải một chút trở ngại, ngăn cấm hay xì xào bởi người trong làng. Nhưng những xung đột kịch tính đó chỉ vừa đủ để tạo nên con sóng lớn sâu mạnh vào mạn thuyền. À, có một cơn bão nữa chứ. Nhưng bão đã sớm đi qua và trả lại màu xanh êm ả cho mặt biển. Utajima quả thật là một hòn đảo yên bình. Tuy nhiên, cuộc sống ở làng chài thì không hề đơn điệu. Nó sống động và phóng khoáng qua những thanh âm, khung cảnh, nhân vật, sắc màu đầy rộn rã. Không biết có phải là do đã quá quen với văn phòng của Bắp, cậu em trai vô cùng thân thiết trong TMG, tức dịch giả Aikawa Haruki hay không, mà đọc đến đâu, tôi có thể mường tượng ra mọi thứ đến đấy. Đôi khi thậm chí tôi còn quên mất rằng mình đang đọc một tác phẩm được chuyển ngữ. Tôi nghĩ có hai lý do khiến mình có cảm giác như vậy. Thứ nhất, hành văn của dịch giả rất thuần Việt, câu chữ rõ ràng, mạch lạc. Điều đó cũng dễ hiểu bởi Aikawa Haruki vốn là một biên phiên dịch lâu năm. Việc tiếp xúc hàng ngày với chuyển ngữ khiến cho kỹ năng xử lý câu từ của cậu tinh tế, dễ chịu hơn rất nhiều so với những dịch giả trẻ khác trong lĩnh vực văn học Nhật Bản. Thứ hai, nếp sinh hoạt ở hòn đảo nhỏ hẻo lánh của Nhật Bản những năm 1950 được miêu tả trong truyện sao mà có nhiều nét tương đồng với xã hội Việt Nam khoảng những năm 1970 đến thế. Tình yêu nam nữ thời ấy là phải trong sáng, phải giữ gìn. Có bị ngăn cấm thì cũng chẳng dám đấu tranh ầm ĩ, chỉ lặng lẽ viết thư rồi giấu vào nắp chung nước chờ người kia đến lấy. Dân làng chài tuy có lúc tọc mạch, có lúc đưa chuyện, xì xào bàn tán, nhưng lại tốt bụng, thuần phát. Họ thậm chí còn chờ đợi thời cơ để nói đỡ cho đôi trẻ. Còn bà mẹ quá trẻ tuổi của Shinji thì không hề nghĩ tới chuyện gì khác ngoài việc dốc toàn bộ tình yêu của mình cho những đứa con. Với người chỉ có những cảm nhận thực tế về một Nhật Bản hiện đại như tôi, tác phẩm còn mang lại cho tôi lý giải rằng tại sao mình lại luôn cảm thấy gần gũi với những người Nhật lớn tuổi đến như vậy. Có thể là bởi vì họ đã từng sống thời tuổi trẻ trong một xã hội gần với Việt Nam bây giờ. Thế nên tư duy, cách hành xử và cả sự ấm áp của họ nữa mãi là thứ gì đó rất thân thuộc đối với tôi. Và ngôi làng ven biển nhỏ bé mang tên An Bàng, nơi mà tôi đã định sẽ dành để đọc tác phẩm văn học đầu tiên mà Bắp là dịch giả, không hiểu sao cũng luôn mang lại cho tôi cảm giác của một Hà Nội ven đô những năm 1980, nơi tôi đã trải qua thời thơ ấu vừa yên bình vừa sôi động và dữ dội. Vì thế, trong chiếc vali đỏ chói dành cho chuyến đi tiếp theo về nơi ấy, ngoài những chiếc váy mùa hè rực rỡ, chắc chắn sẽ không thể thiếu cuốn truyện bìa xanh được thiết kế rất đẹp mang tên Tiếng Chiều Dâng. Tôi là con người linh hoạt, nên nếu kế hoạch ngắn hạn mà không xong thì lập tức sẽ chuyển sang kế hoạch dài hạn. Vậy đi. Và với tư cách là người đại diện cho dịch giả tại Hà Nội, tôi rất mong cậu em trai tên Bắp sẽ tiếp tục thành công với tác phẩm thứ hai. Chúc mừng cậu đã hoàn thành xuất sắc công việc đầu tay của mình nhé, Aikawa Haruki. Tiếng Chiều Dâng, chương 10. Đến giờ cơm tối, Hiroshi ôm cái bụng đói meo về nhà. Anh nó vẫn chưa về. Mẹ đang ngủ một mình, lúi húi nhét củi vào bếp lò. Tiếng củi nổ lép bép, tiếng lửa cháy bập bùng trong bếp nghe như gió thổi. Chỉ những lúc thế này, mùi thức ăn thơm phức mới át được mùi nhà vệ sinh. Hiroshi nằm dang hai tay hai chân trên chiếu, cất tiếng gọi mẹ. Này, mẹ ơi. Gì thế? Có người nói anh với chị Hatsu tăng tiệu với nhau. Nghĩa là gì hả mẹ? Bà mẹ rơi bếp từ lúc nào không biết, đến bên cạnh Hiroshi đang nằm dài. Bà ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng lên một cách kỳ lạ. Mấy sợi tóc bung ra lòa xòa hai bên thái dương khiến bà trông càng đáng sợ. Hiroshi, con nghe ở đâu ra cái chuyện đó? Ai nói như vậy hả? Thằng Su nói. Con nghe đây, không đừng nhắc lại chuyện này nữa, cũng không được nói với anh. Nếu con nói ra, mẹ sẽ cho con nhịn cơm mấy ngày luôn đấy. Bà mẹ vốn có suy nghĩ bao dung đối với chuyện yêu đương của thanh niên trẻ. Vào mùa lặn, khi đám phụ nữ súng xít sưởi ấm quanh đống lửa,
và đàm tiếu chuyện thiên hạ, bà cũng ghét không tham gia vào. Nhưng nếu chuyện trai gái của con mình bị người ta lôi ra làm đề tài công kích, thì bà thấy mình cần phải thực hiện nghĩa vụ của một người mẹ. Tối hôm đó, sau khi Hiroshi đã ngủ, bà đến ghé vào tai Shinji, hỏi bằng một giọng nhỏ nhưng mạnh mẽ: "Con, có biết là mình đang bị đồn đại chuyện xấu với Hatsue không?" Shinji lắc đầu, mặt đỏ lựng. Mẹ cậu hơi bối rối trong giây lát, nhưng vẫn dứt khoát hỏi tiếp đầy thẳng thắn: "Đã ngủ với nhau rồi hả?" Shinji lại lắc đầu. "Thế thì con không làm chuyện gì đáng để thiên hạ đàm tiếu sau lưng, đúng không?" "Đúng ạ." "Được rồi, thế thì mẹ không có gì để nói cả. Nhưng con cẩn thận đấy, miệng lưỡi thế gian không vừa đâu." Tuy nhiên, mọi chuyện đã không tốt lên. Tối hôm sau, mẹ Shinji đến sinh hoạt tại hội thần canh thân, là hiệp hội duy nhất của phụ nữ trên đảo này. Bà vừa xuất hiện, đám phụ nữ ai nấy mặt mày trắng bệch, rồi bỗng dưng im bặt. Thì ra họ đang bàn tán chuyện kia. Tối hôm sau nữa, Shinji đi sinh hoạt hội thanh niên. Cậu vô tư mở cửa bước vào ngôi lán. Dưới ánh sáng rực rỡ của chiếc bóng đèn không có trao, một đám thanh niên đang ngồi vây quanh bàn, trao đổi chuyện gì đó rất sôi nổi. Khi thấy Shinji, cả đám bỗng im bặt. Căn lán âm u, chỉ còn vang vọng tiếng chiều dâng, như thể không có sự hiện diện của con người. Theo thói quen, Shinji chỉ ngồi ôm gối, dựa lưng vào tường, im lặng. Tức thì đám thanh niên kia lại trò chuyện vui vẻ như thường, nhưng chuyển sang một chủ đề khác. Lạ thay, hôm nay hội trưởng Yasuo đã đến từ sớm. Hắn thân thiện cúi chào Shinji từ phía bên kia bàn. Shinji không mảy may nghi ngờ, mỉm cười đáp lại. Một bữa nọ, trong lúc ăn trưa trên tàu Taihemaru, điều gì hoang mang nói: "Anh Shin, em tức lắm. Anh Yasuo nói xấu anh ghê lắm đấy." "Thế à?" Shinji chỉ lặng lẽ cười rất đàn ông. Những cơn sóng mùa xuân êm ả làm thuyền trao qua đảo lại. Thuyền trưởng Yukichi ngày thường vốn kiệm lời, nhưng hôm nay lại sốt sắng nói xen vào: "Ta hiểu, ta hiểu. Thằng Yasuo đang ghen ghét đây mà. Thằng ôn đó chỉ hống hách vì dựa bóng cha. Bản thân thì thối tha chẳng ra gì. Chẳng bù cho Shinji nhà ta đường đường một đấng anh hào, các cô nàng cứ gọi là mê tít. Thằng kia chắc phải ghen đến cháy cả người. Shinji, không phải bận tâm. Nếu to chuyện thì ta sẽ ra mặt cho." Lời đồn mà Yasuo gieo rắc đã được người làng dỉ tai nhau khắp mọi ngóc ngách. Thế nhưng nó lại chưa đến tai bố Hatsue. Bỗng đầu một tối nọ, trong làng xảy ra một vụ việc mà dân làng có bàn tán suốt cả năm cũng chưa ngớt. Chuyện xảy ra ở nhà tắm công cộng. Ở làng này, nhà giàu cỡ mấy cũng không có phòng tắm riêng, nên ngay cả Miyata Terukichi cũng phải đi nhà tắm công cộng. Lão ngạo mạn dùng đầu hất tấm rèm vải che cửa nhà tắm, cởi áo như xé rồi ném vào giỏ. Áo và dây lưng rơi vung vãi cả ra ngoài giỏ. Lão tặc lưỡi liên tục rõ to, rồi lấy đầu ngón chân gấp áo và dây lưng hất vào trong giỏ. Đám người xung quanh nhìn lão mà kinh khiếp. Đi tắm chính là một dịp hiếm hoi để Terukichi thể hiện trước bản dân thiên hạ rằng lão tuy già nhưng hẵng còn sung mãn. Nhưng cơ thể trần truồng của lão già này quả đáng ngưỡng mộ. Khắp tứ chi màu đỏ đồng không thấy nổi lên chỗ nào chảy xệ. Đôi mắt sắc trên vầng trán gan lì là mái tóc bạc luôn dựng ngược như bờm sư tử. Khuôn ngực đỏ au sau nhiều năm núp rượu và mái tóc bạc trắng tạo nên một vẻ tương phản dũng mãnh. Cơ bắp cuồn cuộn cứng lại sau thời gian dài không dùng tới, gây điên tưởng mạnh đến một khối đá khổng lồ bị sóng quật ngày đêm lại càng trở nên gai góc. Cũng chẳng hoa nếu nói Terukichi là hiện thân của lao động, ý chí, hoài bão và sức mạnh của đảo Utajima. Ở lão tràn đầy thứ tinh lực có phần thô tục của kẻ một đời tự gây dựng cơ đồ, cùng tính khí ngang ngược, không thèm đảm nhiệm chức vụ nào trong làng, nhưng lại khiến hết thảy đám chức sắc đều phải kiêng nể. Khả năng quan trắc khí tượng chính xác đến kinh ngạc, kinh nghiệm đánh bắt và đi biển không ai sánh bằng. Sự kiêu hãnh ngút ngàn bởi vốn hiểu biết sâu rộng về lịch sử và truyền thống của làng. Tất cả những điều ấy bù trừ cho cái tính bảo thủ không chịu nhường ai, thói hống hách đến nực cười
và lối hung hăng hiếu chiến chẳng suy giảm chút nào về tuổi tác. Nhưng dù gì đi nữa, lão già này trong khi còn sống vẫn cứ hành xử như thể mình là một tượng đài mà vẫn không hề mang vẻ lố bịch. Lão kéo tấm cửa kính nhà tắm ra. Nhà tắm đông nghịt, những bóng người đứng ngồi lố nhố hiện lên mơ hồ trong làn hơi nước nóng mù mịt tỏa khắp phòng. Tiếng nước chảy rào rào, tiếng xô gỗ va vào nhau lạch cạch, tiếng cười rộn rã vang vọng lên tận trần nhà. Căn phòng tràn trề nước nóng và cảm giác xả hơi thư giãn sau một ngày lao động mệt nhọc. Terukichi không bao giờ chịu tắm tráng trước khi vào bồn ngâm mình. Lão khệnh khạng xài những bước dài từ cửa nhà tắm tới thẳng bồn, rồi cứ thế nhúng chân vào. Nước nóng đến mấy cũng không ảnh hưởng gì đến lão. Với lão, những thứ như não hay mạch máu trong tim chẳng đáng bận tâm hơn nước hoa hay cà vạt là bao. Những người khách đang ngâm bồn từ trước bị bắn nước tóe lên cả mặt, nhưng thấy đối phương là Terukichi thì cũng chỉ dám dĩ hòa vi quý, đưa mắt nhìn tỏ ý chào. Terukichi trầm người cho đến khi nước trong bồn ngập đến tận cái cằm ngạo nghễ của lão. Cạnh bồn tắm có hai chàng ngư dân trẻ đang mải mê kỳ cọ, không nhận ra sự xuất hiện của Terukichi. Hai gã đang oang oang bàn tán về chuyện nhà lão. Lão già Teru nhà Miyata cũng lú lẫn rồi hay sao ấy nhỉ? Con gái bị chơi như thế mà không biết gì. Thằng Jinji nhà Kubo chơi được vố động nhỉ? Cứ tưởng nó đang còn trẻ con, thế mà nó hất tay trên con ơ. Khách đang ngâm bồn đều lúng túng, tránh nhìn mặt Terukichi. Terukichi người đỏ phừng phừng, nhưng lão bước ra khỏi bồn với khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ bình thản. Rồi lão xách hai tay hai cái xô gỗ, múc đầy nước từ bể. Lão đi đến chỗ hai gã thanh niên kia, bất thình lình dội nước lạnh xuống đầu rồi đá vào lưng họ. Hai gã trai trẻ mắt chỉ mở được tí hí vì dính bọt xà phòng, vừa định đánh lại thì nhận ra đối phương là Terukichi, bèn khiếp phía rụt về. Lão già tóm lấy hai cái gáy dính đầy bọt xà phòng trơn tuồn tuột, lôi xanh xạch đến bên bồn nước nóng. Lão dúi đầu họ vào trong nước nóng bằng một thứ sức mạnh đáng sợ. Vẫn nắm chặt gáy họ trong những ngón tay to nẩn nẫn, lão lắc lắc hai cái đầu rồi đập chúng vào nhau như người ta giặt quần áo. Sau khi đã hả hê, Terukichi không thèm tắm rửa, khệnh khạng sải bước rời khỏi nhà tắm, bỏ lại phía sau đám người nhốn nháo đã đứng hết cả lên vì kinh ngạc.